Chào các bạn, video này thì mình sẽ giúp các bạn một cái chủ đề cực kỳ hay là làm thế nào để chúng ta xác định được động từ khi mà chúng ta vẫn không biết nghĩa của nó. Rất là khó. Thật ra không khó đâu các bạn. Mình sẽ giúp các bạn vấn đề này. Tại vì sao mình lại làm cái chủ đề này? Tại vì động từ nó là một trái tim của câu. Vì thế nên nếu các bạn xác định được trái tim của câu rồi thì đảm bảo các bạn sẽ tỷ lệ làm đúng nó trên 90%. Đối với 5 câu đầu chẳng hạn, nếu mà các bạn xác định động từ thì các bạn sẽ biết được cái thiếu của nó là gì. Thì các bạn nhìn đáp án, các bạn sẽ tìm được cái thiếu đó. Với áp dụng với 5 cấu trúc cứng với video trước. Đối với 25 câu sau, nếu các bạn xác định động từ thì các bạn dễ dàng phân tích được lỗi câu. Chính vì thế nên động từ nó là một keyword cực kỳ quan trọng. Bây giờ mình sẽ giúp các bạn là làm thế nào để xác định được động từ trong câu. Trước khi chúng ta vào cái phần chính thì mình điểm qua một chút về định nghĩa động từ, phân loại động từ trợ gồm có những gì, rồi biến thể của động từ, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, và chúng ta có 9 dấu hiệu nhận biết động từ. Chúng ta đi vào mục 1, định nghĩa động từ. Đối động từ thì nó là thể hiện hành động hoặc là trạng thái của chủ ngữ, thì cái này quá rõ rồi đúng không bạn nhỉ? Rồi chúng ta có một số ví dụ như sau. Tiếp ở đây thì chúng ta gồm có phân loại động từ, thì mình phân loại như sau. Chúng ta gồm có ba loại. Thứ nhất nó gồm có trợ động từ, động từ thường và động từ quyết thiếu. Thì đối trợ động từ thì các bạn chú ý cho mình tất cả các động từ do be, tất cả các động từ do be, do, does, did, has, have và các động từ quyết thiếu cũng là động trợ động từ của bạn. Các động từ quyết thiếu cũng là trợ động từ. Can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would. Các bạn chú ý cho mình. Cái thứ hai là động từ thường. Trừ các động từ trợ động từ ra thì đấy gọi là động từ thường. Ví dụ, mình thì đang giảng dạy thì mình sẽ nói là động từ nó là gì nhỉ? Từ teach đúng nhỉ? Mình đang ngồi thì mình nói là sit. Rồi, ví dụ study, learn, stand, đúng không nhỉ? Cái phần 3 là các động từ quyết thiếu. Động từ quyết thiếu nó vừa là trợ động từ, vừa là động từ quyết thiếu. Rồi, nó đang nhận hai chức năng. Thì các bạn chú ý cho mình này. Đối với biến thể của động từ, thì đối động từ, một động từ nguyên thể, thì nó có thể là chia quá khứ, chia hoàn thành, hoặc chia ở tiếp diễn. Đấy. Tiếp nào, bây giờ chúng ta có một cái là cái động từ bất quy tắc. Bình thường là động từ quá khứ và động từ hoàn thành chúng ta chỉ cần thêm ed là xong, thêm ed là xong. Nhưng đối với động từ bất quy tắc thì nó không theo cái quy tắc đó. Khi mà động từ nguyên thể chúng ta cộng ee của quá khứ thì nó chuyển thành một cái từ khác, chuyển từ khác. Đấy, các bạn chú ý cho mình, chuyển hoàn toàn từ khác. Hoặc đối với hoàn thành thì còn sự hòa hợp giữa chủ ngữ động từ là như nào đây? Mình sẽ giúp các bạn này. Đối với sự hòa hợp giữa chủ ngữ động từ có nghĩa là đối với chủ ngữ số nhiều thì động từ chia số nhiều, chủ ngữ số ít thì động từ chia số ít. Nghe có vẻ là khó hiểu, confused. Nhưng mình nói tóm gọn như sau. Nếu chủ ngữ có S, nếu chủ ngữ có S thì động từ không có S các bạn, động từ không S. Nếu chủ ngữ không có S thì động từ phải có S. Đấy, có nghĩa là một trong hai cái phải có S, một trong hai cái phải có S. Nếu chủ ngữ có S rồi thì verb không cần S, nếu mà chủ ngữ không có S thì verb cần S. Chính vì thế nên 25 câu sau người ta rất hay lừa về cả chủ ngữ và động từ đều không có S hoặc là đều có S vì nên sai. Đối động vì thế nên các bạn thấy đối động từ thường thì chúng ta chỉ cần thêm S, ES vào đúng không nhỉ? Rất dễ nhận biết. Còn đối với các động từ to be thì nó vẫn theo cái quy luật đó. Đối với từ is, từ was nó có S này các bạn. Đối từ are và từ were không có S. Đấy, chúng ta cứ từ has thì chúng ta cứ từ have. Từ does chúng ta cứ từ do. Rồi. Bây giờ chúng ta đi vào các dấu hiệu nhận biết động từ. Đây là phần chính trong cái video này. Ở đây chúng ta đi vào dấu hiệu 1.
Ở trước các mạo từ, trước các mạo từ, các bạn chú ý, trước các mạo từ là động từ hoặc danh từ. Đối với từ thì các bạn chắc chắn là biết rồi. Vậy ngoài cái danh từ ra thì nó là động từ. Rồi, mình có thể liệt kê các mạo từ để các bạn rõ hơn. Các mạo từ. Các mạo từ trong tiếng Anh, mạo từ trong tiếng Anh gồm có gì? Gồm có gì? Thứ nhất là từ a, an và the. Các bạn chú ý cho mình an the. Cái thứ hai là các tính từ sở hữu. Các tính từ sở hữu chúng ta gồm có từ my, chúng ta có từ từ do, chúng ta có từ his, chúng ta có từ her, chúng ta có từ gì nữa? Yeah, đúng không? Rồi chúng ta có từ is 1 2 4 5 6. Đúng rồi. À còn một cái nữa là chúng ta có từ our. Our. Rồi. À, còn cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là sở hữu cách các bạn, danh từ phẩy, danh từ. Đây gọi là sở hữu cách này các bạn. Đây gọi là sở hữu cách. À, cái thứ bốn nó chính là this, just, the, do. Rồi, đây gọi là các mạo từ các bạn. Nếu đằng trước các mạo từ, các bạn chú ý cho mình, đằng trước các mạo từ nó là động từ hoặc là giới từ. Các giới từ thì các bạn sẽ biết rồi. Ở đây thì coi những bây giờ chúng ta sẽ xác định được động từ. Ví dụ chúng ta thử làm xem. Đối câu 1 thì các bạn thì từ the nó chính là mạo từ. Chính vì thế nên các bạn xác định đằng trước là động từ. Xong, rất đơn giản đúng không ạ nhỉ? Câu 2, các bạn thấy là từ a mạo từ. Vậy từ make là động từ. Xong. À, còn gì không? Không. Rồi chúng ta cứ tìm mạo từ á. À, đối với câu 3, chúng ta có mạo từ a. Vì thế nên chúng ta từ won chính là động từ. Tiếp chúng ta có từ the. Rồi mạo từ chính vì từ a chỉ là động từ. Câu này còn mạo từ này không? Không. Nào tiếp chúng ta có từ a cũng là mạo từ. Vậy implies thì nó là động từ. À, tiếp chúng ta có từ the là mạo từ. Vậy từ orbit nó chính là một động từ. Rồi các câu còn lại các bạn là dành cho các bạn, đây là các câu dành cho các bạn tự xác định nha. Rồi sau đó các bạn comment bên dưới cho mình. Dấu hiệu thứ hai là xsi thì hay là R, X, S, à, I, S, X, S, thì I là động từ. Thì I là động từ. Rồi, có nghĩa nào? Thì đây cái chỗ này này, nó chính là sự hỗn hợp giữa chủ ngữ và động từ rồi, đúng không ạ nhỉ? Nào, mình lợi dụng cái sự hỗn hợp giữa chủ ngữ động từ để chúng ta làm cái đấy. À, vừa nãy mình nói là sự hỗn hợp giữa chủ ngữ động từ có nghĩa là nếu chủ ngữ có s thì verb không có, verb không s. Đây chính là những cái này các bạn, chính là này. Chính vì thế nên đây chính là xsi này, xsi. Rồi, i chính là verb, i chính là verb. Đấy là cái thứ nhất. À, cái thứ hai là i S, X, S. Thì tại sao y là verb? Thì các bạn chú ý cho mình, nếu x y nó là danh từ thì danh từ đằng trước không bao giờ bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đó với có s đằng trước, có nghĩa là danh từ số nhiều không bao giờ bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đó, hoặc danh từ có s không bao giờ bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đó. Chính vì thế nên đây phải là verb, đây phải verb. Nào, đối với dạng này thì chúng ta xác định verb như nào? Thì đối dạng này thì các bạn thấy là có hai, nào,
is, xs thì y là verb rất đơn giản đúng không ạ? Và tiếp đối với câu 2. Đối câu 2 này thì các bạn nào nhỉ? Từ people chính là số nhiều chính là danh từ có s thôi đúng không? Chính vì thế nên đây chính là dạng là xsi, xsi vì thế nên từ made nó là động từ. Và tiếp đối câu 3. Ở câu 3 thì các bạn dễ dàng xác định động từ là từ y thì ok rồi đúng không? Rồi, ở đây thì có cái là xsi này các bạn, xsi này. Xsi này. Nào, xsi thì y là verb, vậy từ noun này chỉ là động từ, động từ. Ở tiếp đối câu 4 thì các bạn thấy là từ đây cũng là xsi, xsi và từ xem này nó phải là động từ. Nào, xsi xem động từ. Ở tiếp đối với câu 5 thì các bạn lại là xsi, xsi. Khẳng định từ resemble chỉ là động từ. Đối với câu 6, 7, 8, 9 thì đó là bài luyện của bạn. Các bạn comment bên dưới đáp án. Dấu hiệu thứ ba, nếu sau danh từ chỉ tên riêng là động từ. Nào, các bạn thấy là danh từ chỉ tên riêng có một cái đặc điểm là tất cả các ký tự đầu tiên nó sẽ viết hoa. Vậy đối với những cái danh từ chỉ tên riêng này thì đằng sau danh từ đó là verb. Ví dụ các bạn thấy là đây là danh từ chỉ tên riêng, vì thế nên các bạn consider chính là động từ. Và tiếp đối với câu này thì các bạn thấy đây là cũng là danh từ chỉ tên riêng, chính vì thế nên từ was là động từ. Rồi, đây cũng là một danh từ chỉ tên riêng, nên từ insisted nó là động từ. Rồi, câu 4, 5, 6, 7, các bạn tự làm. Câu 4, dấu hiệu thứ 4, vị trí có các trọng từ, các bạn xem lại các trọng từ. Các trọng từ thứ nhất là gồm tất cả các to be. Rồi, do, the, did, has, have, các động từ quyết thiếu. Thì các bạn chú ý cho mình, nếu có trọng từ thì chỗ đó gọi là động từ trong câu, thì chỗ đó có động từ trong câu, là động từ trong câu. Ví dụ đối câu này thì các bạn thấy là từ can chính là động từ quyết thiếu, vì thế nên sau động từ quyết thiếu là động từ nguyên thể, chính vì thế nên đây là động từ. Tiếp ở đây chúng ta từ y là động từ to be, chính vì thế nên đây gọi là động từ, đây là động từ. Đấy. Rồi đây thế thì chúng ta thấy đây chính là động từ. Đối với câu 4, đây là động từ quyết thiếu, đây là động từ. Đấy, rất dễ dàng, chúng ta nhìn vào các trợ động từ để chúng ta xác định đâu là động từ trong câu. Đối câu 5, thì các bạn xem động từ đâu nhỉ? Ở đây chính là maybe, reduced by, động từ. Rồi, còn các đáp án khác của các câu thì các bạn cần làm trước, rồi sau đó mình sẽ gửi các bạn. Dấu hiệu 5, có các trạng từ ở giữa câu. Nào, khi mà có các trạng từ giữa câu thì các bạn khẳng định đó động từ. Ví dụ chúng ta từ really, nó chính là trạng từ, thì các bạn xác định là từ extend chính là verb. Đấy, hay các bạn thấy đây là trạng từ, vì thế nên các bạn xác định từ lose chính là verb. Ví dụ các bạn xác định exactly là trạng từ, thì ở đây từ know chính là verb. Đấy, tiếp các bạn xác định từ sometime chính là trạng từ. Vậy động từ đâu? Động từ chính là từ full. Và các bạn thấy đây là dấu hiệu này. Yeah thì nó chính là tính từ. Đây chính là mạo từ, thì đằng trước mạo từ phải là động từ. Đấy, thì dễ dàng xác định từ. Các câu còn lại thì các bạn cũng tự làm cho mình. Tự làm. Thắc mắc thì inbox. Dấu hiệu 6, nếu chúng ta có từ an, one, sau đó danh từ, sau đó là es, thì es là động từ.
Thì đây chúng ta sử dụng cái sự hỗn hợp giữa chủ ngữ động từ nên mới ra có cái này các bạn. À, bình thường thì chúng ta có từ a, an, one thì sau đó kiểu gì cũng là danh từ đếm được số ít. Danh từ đếm được số ít thì không bao giờ có s. Chính vì thế nên verb nó phải có s. Chính vì thế nên chúng ta lợi dụng nếu mà chúng ta có an rồi sau đó kết thúc bởi một cái từ nào đó có s và chúng ta khẳng định đây chính là động từ, đây chính là động từ. Chú ý cho mình, đây là động từ. Đấy, lợi dụng cái này để chúng ta xác định. À, ví dụ ở đây thì chúng ta từ once, vì thế nên các bạn thấy là đến tận đây, mà ở đây thì chúng ta consist này có s, vì thế nên các bạn xác định consist chính là động từ, rất đơn giản đúng bạn. Còn đối câu là dấu hiệu thứ 7, à, chúng ta x cộng rồi sau đó là đại từ làm tân ngữ thì x là động từ. Tại vì sao đại từ làm tân ngữ? Đại từ làm tân ngữ, các bạn nhớ là tân ngữ là gì không nhỉ? Là chúng ta có s, chúng ta có verb, chúng ta có từ o thì o chính là tân ngữ. Chính vì thế nên nếu mà có đại từ làm tân ngữ, đại từ làm tân ngữ xuất hiện thì đằng trước nó phải là verb, phải là verb. Đại từ tân ngữ thì chúng ta có gì? Chúng ta cứ từ him, them, her, it, us, me, you. Đấy, chú ý cho mình cái này. Ví dụ các bạn thấy là từ him chính là đại từ làm tân ngữ. Chính vì nên các bạn xác định từ make là động từ ngay. Không cần bàn cãi gì, đúng không nhỉ? Dấu hiệu thứ 8 là có các trước các lượng từ chúng ta có từ sum, any, many, các số, các tính từ chỉ số lượng đúng không nhỉ? Rồi. Đấy gọi là các lượng từ. Thì đằng trước lượng từ cũng là động từ. Ví dụ các bạn từ sum chính là lượng từ. Vì thế nên các bạn xác định từ took chính là động từ. À, còn dấu hiệu thứ 9, dấu hiệu 9 là các thì hoặc là cấu trúc mà rất dễ nhận biết động từ, chỗ nào động từ. Thì các bạn thấy là hiện hiện tại tiếp diễn thì có to be cộng verb in thì rất là dễ rồi đúng không nhỉ? Hay là quá khứ tiếp diễn, vân vân liên quan đến thì tiếp diễn. À, tiếp đối với quá khứ đơn thì các bạn dấu hiệu của nó chính là verb ed. Tiếp thì hoàn thành thì càng dễ phát hiện tại vì đây chính là has been had thì dấu hiệu chính là đây. À, tiếp đối với động từ quyết thiếu thì động từ quyết thiếu thì các bạn cũng đã quá lòng quen thuộc rồi. Vì thế nên các bạn cứ xác định có động từ quyết thiếu thì chỗ đó có động từ. Còn đối tương lai đơn thì chúng ta sẽ dễ tại vì nó có từ will, will sau will là động từ nguyên thể. Và cái nữa là tất cả các thể thể bị động, thể bị động thì chúng ta có một cái đặc trưng chính là liên quan có to be cộng verb ed cộng giới từ. Đấy, chúng ta có đặc trưng như thế. Chính vì thế nên chúng ta dễ dàng xác định được được động từ. À, ví dụ đối câu 1 thì các bạn chắc chắn xác định đây là động từ rồi. Thứ nhất là đằng trước mạo từ thì đây phải là động từ. Và thứ hai chúng ta là chia ở ed vì thế nên đây là động từ. Xong. Đối với câu 2 thì các bạn đây là liên quan đến hiện tại gì các bạn nhỉ? Hiện tại hoàn thành. Chính vì thế nên đây là chỗ này là verb, chỗ này là verb. Còn đối với câu 4 thì các bạn thấy là từ want, wanted đấy có verb ở đây. Chính vì thế nên các bạn xác định đây là verb. Còn các câu còn lại thì các bạn sẽ làm. Mình sẽ chữa nếu các bạn làm xong. Rồi. Đấy, đối với điều này thì các bạn cần chú ý cho mình là các dấu hiệu nhận biết của động từ, các dấu hiệu nhận biết động từ chúng ta có 9 dấu hiệu này, 9 dấu hiệu này. Chú ý các bạn nên học kỹ các dấu hiệu này để chúng ta có thể là làm bài tốt nhất có thể. À, các bạn like và subscribe cho mình nhé để ủng hộ cho các bạn.